Nhung ơi, em gạt anh đúng không? Sao mà anh nghe nói là sao trong đó chỉ giúp ngủ ngon thôi, hoặc là hỗ trợ các bệnh lý liên quan đến trầm cảm. Tại sao em nói là sao trong nó còn giúp tăng cường sinh lý hiệu quả nữa? Cái này anh không có tin đâu nha. Các anh có cùng một cái thắc mắc như vậy, hoặc là không tin được cái điều này nó diễn ra, thì hãy theo chân Nhung xem hết video này để tìm ra được cho mình một cái đáp án ha. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về yếu sinh lý là gì ha, và những nguyên nhân cũng như tác động của nó đến với đời sống. Yếu sinh lý là một triệu chứng liên quan đến tình trạng rối loạn tình dục ở nam giới. Một số biểu hiện khi nam giới gặp phải tình trạng yếu sinh lý, thứ nhất đó chính là xuất tinh sớm, thứ hai rối loạn cương dương, thứ ba là giảm ham muốn khi quan hệ, thứ tư đó là số lượng cũng như chất lượng tinh minh bị suy giảm, và thứ năm đó chính là không cảm thấy thỏa mãn sau khi quan hệ. À, nếu như các anh mà gặp phải những cái tình trạng này thì mình đang bị yếu sinh lý đó nha. Và những cái tác động của yếu sinh lý đối với cuộc sống của nam giới rất nhiều luôn, nó làm cho các anh mất đi cái tự tin đối với bạn tình, làm cho mình cảm thấy là lúc nào cũng tự ti mặc cảm. Thứ hai đó chính là nó làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới, từ đó nó là nguy cơ gây đổ vỡ hạnh phúc của rất nhiều gia đình. Cho nên nếu như các anh bị yếu sinh lý thì phải thật sự nghiêm túc nhìn lại cái vấn đề sức khỏe của mình và có được cái phương án để giải quyết cái tình trạng hiện tại của mình nha. Và một số nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý mà các anh rất là thờ ơ, thứ nhất đó chính là do thói quen ăn uống thiếu khoa học của mình đó. Như ví dụ như là sử dụng nhiều chất kích thích nè, thói quen uống nhiều rượu bia, hoặc là ăn uống mà mình không kiểm soát, ăn nhiều thịt cá mà không ăn nhiều rau các kiểu ha, thì đó là cái thói quen ăn uống không khoa học và nó dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý của mình. Những cái bệnh lý mãn tính ví dụ như là huyết áp, tim mạch, tiểu đường đó, đó là những cái bệnh lý nó cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của các anh rất là nhiều luôn. Và những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày làm cho các anh bị yếu đi đó chính là mình thức quá khuya, ngồi lâu mà không có vận động, là không có đi lại. Thứ ba nữa là chính là cái thói quen mà lười vận động và không chơi thể thao. Đó là những cái nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng các anh bị yếu sinh lý ha. Các anh xem lại coi mình có nằm trong những cái nguyên nhân đó hay không và điều chỉnh. Và tại sao mà dùng sa phon hay còn gọi là nhị hoa nghệ tây giúp các anh cải thiện được cái tình trạng sinh lý hiệu quả, thì hãy tiếp tục xem video của Nhung nha. Thành phần caroten có trong saffron sẽ thúc đẩy não tiết ra các hormone kích thích, làm tăng ham muốn. Chlorocin sẽ giúp cơ thể tăng cái khả năng nhạy cảm cũng như là hưng phấn hơn khi mà mình va chạm. Và kẽm có trong saffron được mệnh danh là nguyên tố kim loại của đàn ông, tại vì nó có tác dụng rất tốt trong việc kích thích sản sinh hormone testosterone cũng như cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng một cách hiệu quả, và cuộc yêu của mình trở nên viên mãn hơn rất là nhiều luôn. Bây giờ thì các anh đã biết là lý do tại vì sao khi mà mình sử dụng saffron một thời gian thì nó sẽ giúp mình cải thiện cái tình trạng sinh lý một cách rõ rệt chưa? À, chưa hết đâu. Ngoài ra, tính chất oxy hóa có trong saffron thì nó sẽ có lợi rất là nhiều cho tim mạch cũng như là giúp lưu thông máu rất là tốt. Nó giúp cho nam giới cương cứng tốt hơn, tăng cường cái khả năng ham muốn và kéo dài cái thời gian yêu một cách hiệu quả cũng như duy trì phong độ của các anh nha. Có rất nhiều bài báo cũng đề cập đến cái công dụng mà tăng cường sinh lý mà saffron mang lại đối với nam giới. Một số khách hàng cũng có phản hồi rất là tốt sau một thời gian sử dụng saffron để cải thiện cái tình trạng sinh lý của mình. Ngoài giúp mình kéo dài cái thời gian yêu ra, chất lượng cuộc yêu thì nó còn giúp ổn định chức năng gan thận này, giúp ngủ ngon và êm dạ dày nữa đó. Cho nên với tất cả những cái điều mà Nhung đã chia sẻ thì các anh đã vững tin hơn về việc là mình dùng nhị hoa nghệ tây hay gọi là saffron, nó sẽ giúp mình cải thiện cái tình trạng sinh lý của mình hiệu quả ha. Và từ đó nó sẽ giúp các anh giữ vững phong độ, tự tin hơn đối với vợ hay là người yêu của mình nha. Nếu như tình trạng sinh lý của mình đang gặp phải vấn đề thì hãy nên sử dụng nhị hoa nghệ tây càng sớm càng tốt, nó sẽ giúp phục hồi sức khỏe cũng như cải thiện tình trạng sinh lý của mình hiệu quả các anh nha. Cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi video của Nhung. Hãy cho Nhung một like, một share, một subscribe kênh và chia sẻ cái video này đến với những ai đang cần. Cảm ơn anh chị em đã xem hết video và hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo. Nhớ hãy để lại comment, đặt câu hỏi nếu anh chị em có bất kỳ thắc mắc nào muốn Nhung giải đáp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.